Trân kính chào quý khán thính giả theo dõi chương trình Xoáy tin với Đỗ Dũng và Mai Phi Long. Thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ 5, 29 tháng 12 năm 2022. Tình trạng mà bệnh dịch bùng phát ở tại Trung Quốc gây ra những cái nỗi lo ngại về vấn đề kinh tế như chúng tôi đã trình bày với quý vị. Nhưng về vấn đề y tế lại là một cái sự việc phải nói rằng là rất là khó khăn và là một cái mối đe dọa với nhiều quốc gia trên toàn thế giới. Quý vị để ý là khi mà bệnh dịch bùng phát, cái sự lo lắng của các quốc gia khi làn sóng những người Trung Quốc đi du lịch khắp mọi nơi và gây nên cái tình trạng dịch ở quốc gia đó. Chuyện xảy ra ở Ý cũng cho thấy rằng là số người Trung Quốc đến Ý rất nhiều và ý là quốc gia bị tàn phá vì Covid-19 nặng nề nhất ở tại Âu Châu. Và trong thời gian vừa qua chúng ta đã quen về bệnh dịch. Nhưng những cái mối âu lo của các nhà y tế là những người mà mắc dịch từ ở những cái quốc gia khác mang theo những cái biến thể. Và những cái biến thể mới lạ này nó không phó làm cho người dân trong cái nước sở tại không có đáp ứng kịp. Thí dụ như cái chuyện biến thể Omicron. Quý vị cũng còn nhớ đi từ châu Phi rồi tràn vào Hoa Kỳ làm bùng lên một cái giai đoạn hồi đầu năm 2021. Ở tại nước Mỹ là mọi người vô cùng lo sợ. Chắc quý vị cũng còn nhớ thời gian đó. Thì bây giờ người ta bắt đầu lo sợ cái làn sóng dịch ở Trung Quốc có thể đem theo một cái biến thể nào đó mới đến các quốc gia làm cho nó dấy lên một cái tình trạng là lây nhiễm mới thì đây là cái mối lo sợ của, của các quốc gia trên thế giới cái vấn đề lo âu nhất của họ vẫn về cái chuyện những người đến từ Trung Quốc nó còn dựa trên nhiều cái yếu tố khác nhau nữa về thứ nhất về cái cách mà chính quyền Trung Quốc đương đầu với bệnh dịch những thông tin Trung Quốc đưa ra như thế nào lại làm thêm những cái trở ngại khác cho các quốc gia trên thế giới cảm thấy là vô cùng lo lắng. Và đó là cái chủ đề anh em chúng tôi gửi đến cho quý vị ngày hôm nay. Xin chào anh Đô Dũng. Chào mai phải là một kính chào khán giả SBTN. Um Hey, bây giờ đó thưa quý vị biết là sau gần 3 năm uh, kiểm soát uh, COVID cách ngắn nghèo. Thì bây giờ Trung Quốc uh, coi như mở cửa và họ thông báo bắt đầu từ ngày 8 tháng riêng là dân chúng đi lại được. <laughs> rồi đi ra nước ngoài được và nước ngoài du khách nước ngoài nhập vào Trung Quốc được thì ngay lập tức nó có hai cái khuynh hướng khuynh hướng thứ nhất là người ta đề phòng ông Trung Quốc người ta không biết là tình trạng là như thế nào là bởi vì sau khi mở cửa ra thì cái số người lây nhiễm Covid-19 Trung Quốc tăng lên là sợ bị đi vào có thể lây lan ở nước khác nhưng một khuynh hướng thứ hai lại là, là hân hoan À, bởi vì chúng tôi cần tiền tình và tiền à, thì đó là hai điểm chúng nói cho quý vị chuyện đó thì đầu tiên hết chúng ta nghe tin tức trong những ngày qua chúng ta biết rồi các quốc gia như nam hàn ấn độ nhật đài loan mỹ và ý bắt đầu từ một tháng riêng tức là ngày mốt hoặc là năm tháng riêng tám tháng riêng tùy theo từng quốc gia họ có những biện pháp ngặt nghèo là dân trung quốc hay là những người từ trung quốc thì đúng hơn bất luận là sắc dân gì trên vũ trụ này từ trung quốc hoặc các thành phố trung quốc hoặc các lãnh thổ trung quốc mà đi vào nước của họ là phải âm tính nếu đã từng bị bệnh thì phải hết bệnh trước 10 ngày chấm bằng hết thì cái này đó bị bên trung quốc họ phản ứng cái lý do mà cũng những quốc gia này họ làm gắt như vậy là bởi vì họ nói là ông trung quốc không đưa thông tin đầy đủ một trong những điểm mà họ lo ngại là bởi Trung Quốc bắt đầu cách đến chừng 3 ngày họ ngưng không báo cáo cho biết là số người bệnh bao nhiêu. Họ bảo đâu, bây giờ mấy này là họ bảo là Omicron là gì, nó không có loại mới, là biến thể mới không có, không có gì phải báo cáo. Với lại họ đổi cái định nghĩa của Covid-19. Và Bộ Y tế Trung Quốc bảo là chúng tôi không thấy một cái loại gọi là biến, cái, 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 cái loại vi khuẩn nào mới, biến chứng nào mới, biến thể nào mới cả. Đó. Nhưng mà họ lại không đưa những thông tin đó ra Một cách chính xác Đâm ra các quốc gia này họ lo ngại Về phía bên Trung Quốc luôn Sáng ngày hôm qua ông Uông Văn Bân, Bân Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc bảo là Trung Quốc hy vọng các quốc gia Đối xử với công dân Trung Quốc như công dân các nước khác Nhưng mà về những nước này họ bảo là hey, Chúng tôi làm sao có được thông tin chính thức Để chúng tôi biết quý vị ở cái vùng nào bị bệnh nhiều tỷ lệ bị bệnh bao nhiêu để chúng tôi đề phòng ông chú không bảo đâu chúng tôi đưa đầy đủ mà ông nói gà mà nói vịt riêng tổ chức y tế thế giới sáng ngày hôm nay họ tuyên bố họ cần theo dõi thêm vài ngày nữa họ mới quyết họ mới dám đưa rạc đánh giá và kết luận là tình trạng covid bên trung quốc có phải là một đại dịch mới đe dọa thế giới không anh cái, 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 cái này thì anh, anh cẩn thận hơn ha? anh nói nước đôi anh bảo là tôi chưa chúng tôi chưa có dám mà đi đến quyết định mới bởi vì cái tuyên bố của WSO sẽ rất quan trọng nếu WSO bảo rằng là ô tình trạng covid tại Trung Quốc bây giờ tệ lắm là coi như thường vị các thế giới đã không dám vô cho vô nữa nhưng nếu ông WHO bảo ô chuyện ok thì có thể các nước khác đang mở cửa cho vô thoải mái không cần phải xét nghiệm nhưng WSO bây giờ đứng giữa mở ra chúng ta cần vài ngày nữa đó thì thưa quý vị đó là cái tình trạng mà hiện nay và có thể trong những ngày tới một số quốc gia bây giờ họ cũng giống như tình trạng WHO là họ chờ đợi chờ đợi xem tình hình như thế nào à, tình hình như thế nào rồi họ mới tính tiếp nhưng mà từ giờ đến ngày 8 tháng riêng là chúng ta còn khoảng 10 ngày nữa lúc đó họ mới tính tiếp và 8 tháng riêng bắt đầu là Trung Quốc xả cả đó. Thì đó là tình hình mà gọi là cẩn mật như vậy Đặc biệt riêng tại Ý Thì ngày hôm qua Bộ trưởng Y tế của Ý nói chuyện với lại Thượng viện của Ý bảo rằng là đã có xuất hiện Covid-19 trên hai chuyến bay chở công dân Trung Quốc đến Ý Và những người này bây giờ đã được nó là cách ly Đó, thì cái đó cũng làm cho Nghĩa là nhiều người ta lo ngại Nhưng một, phần, một lần nữa Thưa quý vị, bên Trung Quốc bảo rằng là chúng tôi công bố đầy đủ lý do chúng tôi ngưng không công bố uh, số người bệnh hàng ngày nữa là bởi vì chúng tôi thấy nó bình thường riêng các quốc gia khác thì nghi ngờ còn riêng lớp WHO tổ chức thế giới thì đang đứng giữa đó là tình hình cho giờ phút này nhưng mà lại có một số quốc gia khác lại hân hoan hân hoan đó là những nước nào chúng ta có biết đâu À, những quốc gia hân hoan mà chúng ta thấy là cho đến giờ phút này là Úc và New Zealand hai quốc gia mà trong thời gian vừa qua họ có những cái đụng chạm rất là nặng nề với Trung Quốc về mặt kinh tế thì phải chăng là cái vấn đề kinh tế làm cái vấn đề trọng điểm mà Úc và New Zealand lên tiếng rằng là họ sẽ hân hoan đón chào những du khách đến từ Trung Quốc. thì về cái mặt và kinh tế này, chúng tôi xin nói về cái ít, sau ít phút nữa. nhưng chúng tôi muốn quay trở lại về cái chuyện mà Trung Quốc hiện tại bây giờ gây ra một cái mối lo về y tế trên toàn cầu. thưa quý vị theo lời của bà Michelle Yu là một chuyên gia về các vấn đề liên quan đến chuyện ở Trung Quốc ở tại Hudson Institute một cái tổ chức uh, bảo thủ về chính uh, nghiên cứu về chiến lược bà nói như thế này quý vị không thể nào có một cái chính sách mà hoang đường giả tưởng zero covid quý vị áp dụng nó trong vòng 3 năm trời bây giờ bùng một cái rồi quý vị xả và quý vị không dự đoán rằng là chuyện gì nó sẽ xảy ra sau khi quý vị mà gọi là xả cản như thế, trong khi cả thế giới thưa quý khán thính giả chúng họ đã đi đến một cái quyết định là chấp nhận là sống chung với covid sau khi đã có bệnh dịch để làm gì để cho xã hội tự nó có một cái gọi là miễn dịch tự nhiên và phải chấp nhận cái hoàn cảnh đó nhưng mà có sự chuẩn bị thì Trung Quốc mãi cho đến một tháng trước đây họ vẫn tiếp tục duy trì cái chính sách zero covid mang ý thức hệ chính trị nhiều hơn là giải pháp y tế siết chặt người dân Trung Quốc trong cái cái việc chống dịch bây giờ cái sự siết chặt đó nó không có ý nghĩa và không có thực tiễn cho nên người dân Trung Quốc gọi là biểu tình phản đối và bây giờ đùng một cái họ bung ra và bung ra như thế này chúng ta chứng kiến chuyện gì những cái ước đoán của các cơ quan y tế trên thế giới nói mỗi một ngày Trung Quốc chết 5.000 người trong khi cái chuyện mà tử vong vì Covid-19 ở trên toàn cầu đã hoàn toàn giảm xuống không có nghĩa là không có nhưng đã giảm xuống còn Trung Quốc bây giờ 5.000 người chết một ngày. Những hình ảnh chúng ta thấy những cái nhà quàn, những cái nhà thiêu xác tấp nập ở tại Trung Quốc cho thấy cái điều đó. Nhưng các báo cáo của Trung Quốc trên giấy tờ thực tế là coi như là không có phản ánh đúng cái số liệu thật sự hoặc là không phản ánh đúng cái tình hình thực tế đang diễn ra. Chính đây là cái điều mà toàn thế giới lo ngại. À, một gọi là, là giới chức chịu trách nhiệm về vấn đề y tế của Trung Quốc là ông Wu Jingyu, là ông giám đốc về cái trung tâm phòng dịch của Trung Quốc nói rằng là chúng tôi không giấu cái gì cả, không có một cái biến thể nào mới. Nhưng bây giờ không ai còn tin Trung Quốc nữa. Chuyện gì đang xảy ra để mà bệnh dịch nó bùng phát ảo ạt, phải chẳng có một cái biến thể nào mới mà bây giờ Trung Quốc vẫn còn giấu. Cho nên cả thế giới bây giờ phải nói rằng là rất là uh, bối bố rối trong cái chuyện mà đối phó với cái làn sóng dịch bùng phát ở tại Trung Quốc, vốn nguyên thủy COVID-19 cũng bùng phát từ Trung Quốc. Thì thưa quý vị, cái điều mà chúng ta thấy các quốc gia càng áp dụng các vấn đề chính trị và một cái vấn đề kinh y tế thì đều đưa đến tình trạng gọi là hỗn loạn như hiện nay ở Trung Quốc thưa anh. Vâng, ừ, ở Mỹ nó không bị hỗn loạn, nó cũng bị được sử dụng cho chính trị nhưng mà nó hỗn loạn sau đó sau cuộc ừ. bầu cử. Thì đó là những cái gì mà chúng tôi nói cho quý vị biết là thế giới họ vẫn nghi ngờ Trung Quốc. Ờ, cái nước mà độc đảng và họ coi là cái chuyện mà thất bại là không thể chấp nhận. Mặc dù có thất bại nhưng mà trong ngôn ngữ của các nước độc tài và các nhà độc tài không có từ thất bại. Thành ra không thể nói thất bại được bây giờ nó đưa thông tin ra tức là tôi thất bại. Cái chính sách của tôi 3 năm qua, đúng không? Đó. Và cái thất bại đó nếu tôi nói thật ra quý vị sẽ dùng cái đó quý vị bôi nhọ chúng tôi Và điều này cũng đã xảy ra tại Mỹ đó, Năm 2020 đó. Thành ra thưa quý vị chính là làm thế giới lo ngại Nhưng mà lời ông Đỗ Dũng vẫn nói và vẫn hiệu ứng Tình và tiền là hai thứ con người ta không thể thiếu Cho nên có những quốc gia họ cần tiền Mà họ cần tiền nhân dân tại à những quốc gia những quốc gia nào ngoài úc và new zealand ra mà như anh long nói chúng tôi sẽ cho quý vị biết sau phần quảng cáo xin quý đừng rời màn hình spdn Cảm ơn các bạn màn hình của đài truyền hình SPTN. Sau đây chúng tôi sẽ trở lại chương trình xoáy tin. À, chúng tôi đang nói về cái chuyện là khi Trung Quốc quyết định ngưng kiểm soát COVID-19 và bắt đầu ngày 8 tháng riêng, công dân Trung Quốc cũng như nước công dân nước ngoài có quyền đi qua đi lại. Làm cho một số quốc gia lo sợ ít nhất cho đời phút này là có 6 quốc gia trên thế giới. Trong đó có một quốc gia cực kỳ thù địch với Trung Quốc đó là Mỹ. <laughs> còn một số quốc gia khác là hân hoan hân hoan và trong những ngày qua người ta thấy là các cái quốc gia này ví dụ như là úc new zealand còn có thêm các quốc gia khác như là na uy áo bồ đào nha thụy sĩ hòa lan và cả tây ban nha nữa đó là những nước đang cần tiền đang cần nhân dân nhân tệ và họ đã dùng mạng xã hội để họ quảng cáo mời gọi người anh em Trung Quốc đến thăm chúng tôi. Thậm chí bên Trung Quốc còn nói là qua thăm à có cả Pháp nữa. Ô Pháp Hồng Long nó có luôn à Ví dụ họ viết những cái ví dụ như là uh, Bộ du lịch của Tây Ban Nha này đăng những bức hình của thành phố Barcelona, thành phố lớn nhất của, của Tây Ban Nha với những cái dòng chữ như sau 3 năm đầy bị chôn vùi bây giờ tây ban nha cuối cùng không thể đợi bạn nữa cái ý nói là ba năm qua trung quốc bị đóng hoàn toàn quý vị không đi được bây giờ ba năm chúng tôi hết chịu rồi chúng tôi không chờ chờ được nữa đó rồi cái hashtag mà trên mạng xã hội à, đều đăng ở trên cái trang web trang mạng xã hội lớn nhất trung quốc là trang weibo à, đều có cái ngôn ngữ và ý định hân hoan chào đón người Trung Hoa. Và ngày hôm qua, tính đến trưa ngày hôm qua là ngày thứ năm, hôm nay chứ, ở bên Trung Quốc là ngày hôm qua, đã có 2.3 triệu người view, mới bỏ lên 2 triệu ba người view, thấy không? Rồi hôm thứ ba này, tòa đại sứ Pháp bỏ lên một cái gọi là hashtag, tức là một cái thông báo trên mạng xã hội thưa các bạn Trung Quốc, nước Pháp hân hoan chào đón quý vị với bàn tay rộng mở và ngay lập tức được dân Trung Quốc hân hoan luôn, vô cùng hân hoan, họ đáp ứng liền và có người viết các bạn Pháp của chúng tôi, quý vị cũng được hân hoan như là khách chúng tôi nếu quý vị du lịch đến Trung Quốc, à, thấy không? Rồi nghĩa là đó là những cái mà sơ sơ quý vị thấy anh em thấy không đó. trong khi hồi nãy chúng tôi nói với quý vị các nước khác thì coi như là ngặt nghèo hơn thì cũng có những nước khác gọi là hân hoan hơn đó ở bên philippines chẳng hạn và ở indonesia cũng vậy ở có hại canh việt canh malaysia thì là là là, là ngặt nghèo đó. à Việt Nam ngày hôm qua biết sao nói là ừ. Trung Quốc có đi qua không sao và chúng tôi đang kiểm soát được. Là, thay vì nói là hân hoan qua thì sợ bị chửi. Ông Việt Nam ngày hôm qua Bộ Y tế nói, tôi đọc rồi, sao, sao, sao không giống những gì họ nói hồi tháng 9 năm ngoái? <laughs> không, không, bây <không>. giờ <laughs> ông Việt Nam bảo là Việt Nam có thể kiểm soát đã kiểm soát được Covid 19 nên Trung Quốc có đi qua không ảnh hưởng. Chứ không nói từ hân ừ, hoan. À, ừ. Việt Nam là một, Philippines và Indonesia cũng vậy luôn. Hai quốc gia này không có kế hoạch nào ngặt nghèo đối với khách du lịch Trung Quốc, riêng Philippines còn nói nữa, chúng tôi cần mở rộng nền kinh tế và không có lý do gì chúng tôi đóng cửa biên giới. À thấy chưa? Rồi thưa quý vị sơ sơ để quý vị biết, à, những cái chuyện như vậy ở bên cái cái gọi là cái bên bộ y tế trung quốc đó, bên cái viện nghiên cứu quốc gia y tế ở trung quốc đó, thì họ nói rằng là nhưng mà cũng phải là coi chừng nhưng mà tất cả những cái loại mà chín cái loại biến thể mà của covid 19 đó thấy không? mà phát hiện ra từ hồi tháng 12 hai giờ nó lại thuộc về omicron tức là không biến thể mới không? viện y tế trung quốc nói như thế nhưng mà thực ra nó có mới không chỉ có giờ mới biết thôi dòng ạ à. giờ mới biết thôi và nó nói là không có cách chi mà có thể kiểm soát và đánh giá mức độ chính xác của cái chuyện này và như nãy tôi nói đó là bên Trung Quốc giờ họ định nghĩa lại cái cái cái, cái biến thể của, của 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 của, của Covid 19 đó thành ra nếu họ định nghĩa lại thì tức là không có mới đúng không bây giờ long, long có long một long hai long ba giờ tôi nói ô long hai cũng là long long ba cũng là long long một cũng là long Không có gì mới đâu long và, nhưng mà các giới chức chính phủ đưa những con số ra ở bên Trung Quốc cho thấy là trong một ngày của tuần trước, Trung Quốc có gần 37 triệu người bị nhiễm bệnh. Gần 37 triệu người, thưa quý vị. Nhưng mà như vậy anh tình và tiền, à, bây giờ mình nói qua tiền. À, cái số tiền mà du khách Trung Quốc đi ra nước ngoài, mang lại cho các nền kinh tế nó bao nhiêu? Mua vé bay rồi bỏ cái vé bay xin lỗi vị nhiều khi còn thua mua cái giỏi Huy <laughs> cái đó mới quan trọng đi mua hàng mới quan trọng thì anh có thể biết anh cho biết coi là những con số mà về cái ngành du lịch của Trung Quốc đóng góp với thế giới như thế nào và bị ảnh hưởng như thế nào sau đại dịch này? Ờ, đóng góp cho thế giới thì thưa quý vị những du khách của Trung Quốc họ chi ra là khoảng chừng 255 tỷ Mỹ Kim trên toàn cầu mỗi lần đi khi đi du lịch trên toàn cầu trong năm 2019 đây là cái số liệu mà chúng ta có được trước đại dịch và sau đó thì Bao nhiêu? vô 255 tỷ anh 255 tỷ. quên mất rồi tương đương 20% yes. của ngành du lịch thế giới yes. à. thì thưa quý vị cái đây là một con số rất là to lớn và trong cái tôi xin lỗi xin lỗi anh này, nữa là mà năm... con số này ừ. do tổ chức du lịch thế giới đưa ra nha chúng ừ. tôi ta đã trưởng anh trích của trung ừ. quốc đó thì thưa quý vị vấn đề là, là sang năm 2020 thì đóng cửa cho nên á cái số khách trung quốc chỉ xài có 131 31 tỷ nhưng sang qua uh... 2021 xin lỗi quý vị riêng nước mỹ không 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 nè không. không. Không không. À đây nè. Đây, đúng, năm, đúng, 2, đúng năm 2020 năm 2019 đó là, là 255 tỷ, đúng không? Đúng là 255 tỷ. 2020, 2020 đó là 131 tỷ. Còn một nửa 2021 đó là con 106 tỷ. Tức yes. là giảm. Bây giờ đó thì hơn một nửa. Bây giờ thế giới đang thèm lại à. con số 255 tỷ. Không, thèm lại 155 tỷ. Thì thèm thèm yeah, lại yeah, đó, yeah, yeah. thèm lại cái con số bây giờ giảm xuống quá bây giờ cần và họ chờ đợi thì những cái thông tin mà chúng tôi đưa cho quý vị hồi nãy nhiều quốc gia bây giờ đưa ra những cái bản quảng cáo ngay chính là tòa đại sứ của pháp cũng kêu gọi chúng tôi đón chờ các bạn trung quốc đến là vì sao cần cái số tiền du lịch để mà khôi phục lại kinh tế nhưng mà vẫn có những quốc gia bây giờ vẫn e sợ chỉ là đúng. vì sợ rằng là cái tình trạng mà dịch đến thì họ không thể nào kiểm soát được và cái sự e sợ đó chúng ta có thể chúng ta giải thích được một cách tương đối xin mang kỹ thuật cho xem cái màn ảnh laptop của tôi đây là cái bản thống kê cho đến bây giờ về cái số người mà bị dịch và chết ở tại đứng, đầu là nước mỹ cái số ca là 102 triệu và số người chết là hơn một triệu người à, bây giờ chúng ta thấy một quốc gia cũng giống như Mỹ là ngăn cản và quốc gia hiện tại bây giờ duy nhất ở tại Âu Châu mà chúng tôi thấy đưa ra cái lệnh là phải là kiểm soát Trung Quốc là nước Ý. Nước Ý là có 25 triệu ca và chết đi 183 000 đây đây, 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 cho coi nào, đó, đây đây ý đây, đây, rồi, đây. đó, này. đó, để, để, để ý đó, đã, 25 triệu. đó, thấy không, chết 183 ngàn, đó, thì cái tỷ lệ của Ý này nó rất là nặng nề họ là nơi bị bị ảnh hưởng nhiều nhất đúng rồi có lúc mà mấy cái vùng mình coi dạ, mấy hôm à. trước dạ. còn các nước mà bây giờ vẫn còn đón chờ trung quốc thì ấy, họ cái số lượng người chết ít hơn thí dụ như pháp chẳng à. hạn chết có 161 trong khi là ý B, bị bị nhiễm nhiều ừ. hơn à. bị nhiễm nhiều hơn ý nhưng mà lại chết ít hơn ý đó thì cái ý thì gọi là dùng cái chữ là thấy quan tài nhiều hơn đổ ừ. lệ nhiều hơn bây giờ vẫn còn sợ ừ. cho nên một quốc gia vẫn sợ đó Đó là một pháp số, chưa thấy quan tài chưa Một lại. số quốc gia khác lại cảm thấy chuyện này chưa chưa tới mức. Ừ. Hoặc là bây giờ cái chính sách chúng tôi đã đã đưa ra quảng cáo như vậy rồi. Bây giờ tình hình Trung Quốc bây giờ tự nhiên họ cởi trói, chúng tôi chưa có trở tay kịp. Nhưng mà những lại có những quốc gia khác họ thay đổi chính sách ngay lập tức về cái chuyện kiểm soát bệnh dịch ở tại uh, Trung Quốc. Thì thưa quý khán thính giả, chúng ta thấy rằng là nó có những cái vấn đề mà nhiều quốc gia và hay thật một nói một cách chính xác con người chúng ta mâu thuẫn nhiều chuyện đóng cửa kinh tế chết mở cửa thì chúng ta chết chết về bệnh à thì bây giờ nhiều quốc gia đang bối rối chúng tôi nghĩ là họ đang bối rối trước sự cám dỗ của đồng tiền và thứ hai là có lẽ chờ đến quan tài nữa nhiều hơn nữa thì lúc đó mới thật sự là đổ lệ lúc đó họ mới thay đổi cái chuyện là thôi bớt thèm tiền lại thưa anh <laughs> vâng nhưng mà thưa anh cái đó khó lắm ừ. anh không thèm tiền anh tắt thở <laughs> anh không anh không xứng đáng là con người ừ. tôi nói anh biết như vậy có điều là khác nhau chỗ là cần nhiều cần ít thôi hả? À. nhưng mà thưa quý vị như tôi, tôi nói cho quý vị con số nó của tổ chức du lịch thế giới đưa ra 255 tỷ đô la du lịch của Trung Quốc phát sinh cho thế giới năm 2019 tương đương 20% có nghĩa là gì cứ một cứ 10 đồng mà trên thế giới cho du lịch 2 đồng của trung quốc à đúng không yeah. 2 đồng của trung quốc có nghĩa là thế giới cái ngành du lịch nó vào khoảng cỡ chừng bao nhiêu anh hơn 1.000 tỷ ha yeah. mm -hmm. đúng không đúng rồi hơn 1.000 yeah, tỷ, tỷ. Mm -hmm. hơn 1.000 tỷ thì trung quốc không có là 255 tỷ mà quý vị tính đi 255 tỷ này mà rải cho các nước cứ New Zealand nó chỉ gần 1 tỷ thôi dùng dòng to, New Zealand đâu có nhiều dân đâu có mấy triệu à. à hay là Úc chẳng hạn có khoảng 30 triệu, Úc khoảng 30 triệu, hay mấy 30 triệu. À. Chúng ta nhìn cái con cái chuyện này bằng con mắt này nó dễ dàng thôi thưa, thưa quý vị ạ, ấn giống tưởng tương tự đi ngành du lịch đi. À. Thí dụ như là có 200.000 người làm việc trong ngành du lịch vừa khách sạn à. vừa nhà hàng. Tự nhiên mất đi 1 tỷ, tự nhiên à. gần 200.000 người đúng mất rồi, đúng mất cơ mang à. làm. Nam mặc dù cái số tiền chúng ta chúng ta nhìn cái con số chúng ta không nghĩ rằng nó quá lớn ừ. nhưng mà chúng ta sẽ thấy rằng là hàng trăm ngàn người bị mất công ăn việc làm ở những quốc gia mà cái nền kinh uh, du lịch uh, phát triển một phần nhờ Trung Quốc Tự như Và... một vài trăm ngàn người mất công ăn việc làm cái đó là cái, cái điều người ta nhưng là, mà cái đó ít ơi anh ơi không ít không là... nhưng mà ý của tôi muốn nói nhiều khi chúng ta nói một con số 255 tỷ mà rải ra trên toàn cầu thì nó là con số nhỏ nhưng mà chúng ta nghĩ rằng là cái làn sóng người thất nghiệp vì không có số tiền này nó là một cái vấn đề lớn cho cái kinh tế sở tại nhưng mà anh phải nói rõ là thất nghiệp trong lĩnh vực nào tôi nói anh nghe bây giờ đây bây giờ đây tôi đi máy bay nè ừ. anh phải có một phi công yes anh phải có người nghĩa là phục vụ flight attendant đúng ừ. không thì xuống nơi ở khách sạn anh lại phải có người nghĩa là dạ tiếp tôi có người dọn phòng cho tôi ừ có người chủ rác room cho tôi ừ. đúng không rồi tôi ăn rồi vô nhà hàng thì có người phụ đó, đó là những cái mà dịch vụ mà du lịch mang lại nhưng mà chúng ta không biết là nó nó có một cái là gì họ đi mua đồ <laughs> yes. cái cái mà tạo công việc làm cho những cái chuyện mà du lịch không ấy chưa chắc là nhiều bằng cái công an việc làm mà do thương mại đem lại đây là để quý vị biết nè tôi kể kinh nghiệm cho quý vị biết luôn ở Nam California tôi có cái mò lớn nhất gọi là sao cốp Plaza, đúng không anh yes. <laughs> là hàng sang trọng tôi kể quý một lần hôm nay tôi kể lại tôi đi vô một lần tôi thấy lui vu tông ấy nó đứng xếp hàng từ trong ra ngoài mà đi vô nó hỏi nó không thèm giả nhơi bởi vì đông khách quá mà tôi đi tôi nhìn tôi đấy mới con mắt nhà báo á thưa anh bảy mươi phần trăm là không phải mắt xanh mũi đỏ tập vào yes. sợi nhỏ thậm chí 90% luôn. Và bây giờ ngay cả trong các cửa hàng mà hàng hiệu của các cái gọi là mall lớn nước Mỹ đều muốn người biết nói tiếng Hoa. Đó là câu trả lời. Đó là câu trả lời. Và điểm thứ hai nữa tại sao người ta khoái khách Trung Quốc quý ông? Đa số mua tiền mặt. Mình biết chưa yeah. nào? Không? Yes. Bởi chúng tôi có những khoản tiền chúng tôi kiếm nó không thể trên giấy tờ được ừ. ha. Bây giờ trường hợp thứ hai là Việt Nam anh biết không? Ừ mà đã lỡ qua nó mang tiền mặt qua xài cho nó hết chứ mà về phải khai báo cứ vô là tôi mua rồi và cái điểm thứ ba đặc biệt tâm lý của các quốc gia này những người giàu giàu sộ bất ngờ họ cần cái danh cái sĩ diện về là phải chơi đồ hiệu nó mới <laughs> mới nổi không mặc dù có thể là nghèo gì đó ở ngoài đóng vai nghèo nhưng mà nhìn ơ cái nó có nha ừ. ở trong các xã hội nó có nha những người họ làm gì vậy? em cũng làm như chồng em đi làm với mình nhá Ủa hay là em là giáo viên tiểu học thôi, lương không có nhiều Nhưng mà nhìn vào cái giỏ nhìn vào đôi giày Thứ dữ, thứ dữ Đó là cái kiểu họ Cho nên thưa quý vị, cái ngành du lịch Trung Quốc tại sao đóng góp nhiều như thế Và làm cho thế giới việc chia làm hai phe <laughs> <laughs> Cảm ơn quý vị rất nhiều, theo dõi chương trình xoáy tin ngày hôm nay Mai Vô Long đội dũng chúc quý vị gia đình ngày vui khỏe Chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình SPTM sáng ngày mai thứ 6, 30 tháng 12 năm 2022